Thanh Kim Huệ là tiên thể, Ba Nhung với cô là thánh thể. Như vậy thì Ba Nhung được rút đi và đổi gì? Vì Ba Nhung tại sao rút sớm? Vì Ba Nhung là về cái căn đàn thị điểm phải lo cho đất nước rồi, mà y bây giờ là bệt phật, cũng như là nặng nề giống như cô Ba. Thì cô Ba là cô Ngọc Hoa về thì cô trụ thoát được, còn nhớ Ba Nhung là phải đi, mà bình thường là cô cũng đi. Cô rất là giỏi về văn thơ, Phú có quay biết rồi phải không? Giỏi về văn thơ nhưng mà cô đi và cái cuộc sống thì nó cũng hơi vất vả. Còn cô là được trụ xứ nên phải đổi về một thân thể khác, đó là thầy nói ha, đổi về một cái thể khác để người có thể là người Bắc chứ không phải người Việt, người Nam nữa, để cái chân linh đó đó, vì cái xác trần là được cấy xuống và thân thể là cái thân vô thường, tạo hóa ông bài cuộc quái quanh tuổi đời đâu sống đến dư trăm di đà sáu chữ trì tâm niệm lục đạo luân hồi khỏi bị lâm. Thanh Kim Huệ hay nói về vừa là một cái là Phật tử của các tăng sư ni chùa mà cũng là một tín hữu của một diễn viên đặc biệt Thanh Điền và Thanh Kim Huệ để phụng sự cho Phật giáo Hòa Hảo. Cái câu chuyện bên này thì khi mà Thanh Kim Huệ là trả cái nghiệp, tức là nghiệp kiếp trước đó, nghiệp kiếp này. Kiếp này thì cô rất là thân thương, dễ mến và đó là một tiên nhân được đầu thai cấy xuống tới lúc thì phải ra đi để làm gì? Để đi về Tây Thương Trúc. Bởi vì cái mệnh mạng đó nó đã hết chứ không phải là tới đó mình đăng ký xuống thế gian thấy đời đau khổ, thì khi ăn vui về cõi tịnh thì Quan Âm rước về Tây Thiên Trúc để độ lại một số nghệ sĩ, còn lại giống như Phi Nhung hy sinh để độ lại những cái bệnh Kuna để cứu những nghệ sĩ con em của y còn lại. Nên vậy đó ha. Thì thưa cô làm ăn cho con hỏi ấy, cũng như là cuộc sống vô thường vậy đó. Rồi con thấy là con biết cô Thanh Kim Huệ mất á, là cô biết cô bệnh khoảng trên một năm trước rồi cô. Nhưng mà con có nói với cô là đi về đây để mà trị bệnh thuốc Nam, thuốc Bắc đó cô. Bị ung thư ruột không? À cô hả? Cô Thanh Kim Huệ bị... Hai cái ung thư này á, khi mà mới phát á, dạ. Cô trị rất là nhiều, giống như thơm đồ. Cô trị dưới là ở bên Chợ Mới gần rất là nhiều, cô trị cái thuốc. Thuốc rất là đơn sơ, cô lên mạng cộng đồng cho, nhưng mà mới á, phát hiện mới từ trong 6 tháng trở lại. Bảo đảm hết 100%, một năm thì nó hơi chậm. Còn lâu quá thì cô thua. Đây là thuốc giữa cái mẹo giặt của chị bệnh thôi. Mà hồi trước á, cô may duyên là được cái ông, có một ông cụ, ông làm thuốc của Thiên Hòa Đường ở Long Xuyên á. Khi cô làm tâm linh, ông quen nên ông chỉ một cái loại thuốc này á, là như mà cái món thuốc Bắc là xuyên tương giác á, cái đó nó mắc tiền mà ở thành phố mới có, với này nó không có. Nó không có gì hết, nó với cái loại đó với cái ổ dò dò mình á. Ổ dò dò. Với hồng hoa, cứ là ba thứ đó, cái rồi để vô một xị rượu, cái để đó cái nấu rồi cái lấy cái đồ nước sơn đó. Cái quẹt rồi cái giấy trong cái bài đó giải thập, nó cấm bệnh là cấm lớn à, là để, cũng như để cấm bệnh cấm lớn thì giải bủ linh đại lực sĩ Quan Âm Phật. Thì như vậy thì cái từ 6 tháng mà phát hiện mình ung thư, mà 6 tháng thì ok. Nhưng mà bị ung thư vú thì quét được, còn bị tử cung sao quét cô? Không, cái đó là ông chỉ một mà. Dạ mục á ha. Cô đâu có chỉ bệnh tử cung. Dạ cái đó là chị mục ha. Chị cắt cái bệnh mục rồi á, có một cái điều ông chỉ nữa, nhưng mà cô thấy sắc xanh nên cô không có phát biểu. Dạ nó mô gì đó. Không là ông kêu bó con cóc á. Nó rút cái nọc rồi cô không có phát. Dạ đúng rồi, sắc xanh thì mình không phát. Nên cô không phát. Thành ra cái này là của cái ông thầy thuốc mà ông làm cho Thiên Hòa Đường, ông chỉ cô chứ không có phải là cô biết hay không. Nằm chim bao mày lâu lắm rồi, chỉ cô mấy chục năm. Thành ra cô cũng có bú nè, mà cô thì nằm bao. Hồi bà ngoại á, bà cũng bị ngay bú vú, và bên một dòng là có một lần là bị bú như vậy mà tới nó nở ra như cái bông sen là nó chết á. Mà cô là 15 năm thì cô, ông kêu á, miễn ngủ thức dậy á, mình niệm Phật, cuốn cái lửa lại nằm yên niệm Phật theo nhịp thở, niệm tới mình ngủ, niệm dậy đúng 49 ngày. 49 ngày là mỗi một đêm mình thức dậy là mình cạp
9 lần, nữ nam thì cặp 7 lần. Dạ. Thì cái với thà với muối với chanh thôi thì bố của con nè. Con nói tùm lum nhưng mà nói với em hết là cái này mỗi một người gánh họ nó chỉ truyền có một người, hồi đó bà ngoại chết trên tay nên truyền cho cô thôi. Dạ. Đó, rồi nè bây giờ là cô lặn nè thấy không nè. Cái này là nó làm lên tới thần kinh nó nhức lắm. Dạ, dạ. Có đêm là muốn sụi ngủ không được mà cô chị gì thì nó còn nhỏ xíu nè. Dạ. Đem mổ nó vẫn cái này nó không phải là bú độc. Nhưng mổ rồi nó sẽ 3 năm sau nó cũng y vậy. Dạ dạ. Dạ. Dạ mô Phật. Thì cái đây cái này ông này gặp cái này ông mới chỉ cho cô này cho Phú. Dạ. Ông chỉ đó. Nó xin liên giáp với cái ổ dò dò của mình đó. Dạ. Với để vô một tí muối. Dạ. Rượu ngon. Phớt. Dạ. Ông chỉ. Dạ. Nó sẽ teo. Vậy thôi. Thì dạ mô Phật. Đó là cái bài thuốc mà cô đang chỉ bú của cô, mà bú này nó gọi là hạch lao. Dạ. Chứ không phải là bú. Nó không phải là độc nhưng nó nếu không chỉ nó sẽ nhảy từ lưa hết trơn luôn. Yeah. Mà nó nhảy nữ nó nhảy 91 là chết, nam nó nhảy 71 là chết. Dạ yeah, cảm ơn cô. Thì thưa cô, hôm nay con đến đây cô làm ơn giải giùm con cái đề tài là cuộc sống vô thường á, nhưng mà cái cô thì cô Thanh Kim Huệ cô, khi mà trước khi mất đó cô, cô ấy rất là vui và cười và là tạm biệt mọi người để ra đi cô. Thì như vậy cô thấy trong cái làng đạo là bên nghệ sĩ đó thì cô Thanh Kim Huệ đã cống hiến cho Phật Pháp rất là nhiều. Như vậy cô nghĩ là cô Thanh Kim Huệ có được về Tây Phương không cô? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh Kim Huệ là về Tây Phương, còn Phi Nhung là về Tiên. Tại vì cô có coi trên mạng khi mất thì cầu nguyện cho ba Nhung luôn. Ba Nhung là người mà cũng nổi tiếng ở tức là người ta gọi hay gọi cô Đào An Giang, và cô cũng có về căn bà Đào Thị Điểm á. Yeah. Thì cô cũng mất một ngày với Thanh Kim Huệ, thì cô cũng cầu nguyện đặt đàn để cô giải sinh thỉnh định bề trên thầy tổ cho cô thấy thôi, cô nằm mơ nha. Yeah. Thì cô thấy sự quả đúng như vậy, là Thanh Kim Huệ là người được Quan Âm rước về, nghĩa là bên Tây Thiên Trúc chứ không phải Tây Phương. À, Tây Thiên Trúc là hầu ở bên Quan Âm. Còn Ba Nhung thì cũng được, nghĩa là ở trên chăm quan các ngài để đưa cái xác trần. Bởi vì Ba Nhung là mập còn hơn cô, chậm chạp, làm không được những cái chuyện tới. Mà cái trách nhiệm của bà Đoàn Thị Điểm thì phải mạnh khỏe trẻ trung và làm việc cho đất nước, cho đồng bào, cho nhân sinh, cho là tạo phước cho trăm họ. Nên phải rút cái thể, bởi vì tụi như cô ba nè. Dạ. Những quý vị là được cấy, cấy là bà Quan Âm cho một cái linh thức, tức là thần thức đó. Một cái thân nào cũng có ba cái thể, một là thần thể, hai là thánh thể, ba mới tiên thể. Thanh Kim Huệ là tiên thể. Dạ. Ba Nhung với cô là thánh thể. Như dạ. Vậy thì ba Nhung được rút đi và đổi gì? Vì ba Nhung tại sao rút sớm? Vì ba Nhung là về cái căn Đàm Thị Điểm phải lo cho đất nước rồi. Mà y bây giờ là bệt phật, cũng như là nặng nề giống như cô ba, thì cô ba là cô Ngọc Hoa về thì cô trụ thoát được, còn nhớ ba Nhung là phải đi, mà bình thường là cô cũng đi. Yeah. Cô rất là giỏi về văn thơ, Phú có quay biết rồi phải không? Yeah, yeah. Giỏi về văn thơ nhưng mà cô đi và cái cuộc sống thì nó cũng hơi vất vả. Yeah. Còn cô là được trụ xứ nên phải đổi về một thân thể khác, đó là thầy nói à, đổi là một cái thể khác để người có thể là người Bắc chứ không phải người Việt, người Nam nữa, để cái chân linh đó đó. Dạ. Vì cái xác trần là được cấy xuống và thân thể là cái thân vô thường, tạo quá ông bài cuộc quấy quanh tuổi đời đâu sống đến dư trăm di đà sáu chữ trì tâm niệm lục đạo luân hồi khỏi bị lâm. Thanh Kim Huệ hay nói về vừa là một cái là Phật tử của các tăng sư ni chùa, mà cũng là một tín hữu của một diễn viên đặc biệt Thanh Điền và Thanh Kim Huệ để phụng sự cho Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Yeah. Câu chuyện bên này thì khi mà Thanh Kim Huệ là trả cái nghiệp, tức là nghiệp kiếp trước á. Yeah. Nghiệp kiếp này, kiếp này thì cô rất là thân thương dễ mến, và đó là một tiên nhân được đầu thai cấy xuống tới lúc thì phải ra đi để làm gì, để đi về Tây Thương Trúc. Bởi vì cái mệnh mạng đó nó đã hết chứ không phải là tới đó mình đăng ký xuống thế gian thấy đời đau khổ, thì khi ăn vui về cõi tịnh thì Quan Âm rước về Tây Thiên Trúc để độ lại một số nghệ sĩ, còn lại giống như Phi Nhung hy sinh để độ lại những cái bệnh cô na, để cứu những nghệ sĩ con em cô y còn lại, nên còn trở lại xác trần bằng một linh thức
quá độ cho tất cả các nơi hết để làm một công việc ít đời đẹp đạo. Người ai nói gì, ai nói xấu tốt gì đó là cái chuyện của thiên hạ, còn cô ba biết, ai tin không tin thì duyên. Phi Nhung là được làm một tiên nhân để trở lại thần hóa, giúp đỡ độ cho những con của Phi Nhung còn lại và những người bạn thân thương của Phi Nhung còn lại. Nên Phi Nhung có trở về không đầu thai chuyển thế mà trở thành về một điển quan. Và y nói y sẽ trở về mượn một cái thể giống như Phi Nhung để được thần hóa, giống như một cái thời kỳ tới để mà cho mọi người biết rằng Phi Nhung chết nhưng không chết, chứ không phải là Phi Nhung còn sống thật đâu. Yeah. Mạng đang tào lao thôi. Còn Thanh Kim Huệ là được giữ về Tây Phương Trúc. Thì trong đó là để đem cái sự thần hóa của Quan Âm mà phổ độ quần sinh. Nên vì cái bệnh của Na này, những mà tiên nhân mà có sứ mạng để mà hết cái thời kỳ thế gian được rút về hết. Không phải là một bên Thanh Kim Huệ, số nghệ sĩ đi rất là đông, nó cô nói thì còn sợ nữa. Nó sẽ đi muốn cái vàng gạo cội nó đi nhiều lắm. Nếu mà xin dự hội Long Hoa thì còn ở, mà xin cầu xong hết nhiệm vụ thì cái người phước đủ thì sẽ đi thôi. Như hồi đó Bút Lù, ông làm phước quá, cô nói thôi tạm như thế này là đủ rồi, đừng làm nữa. Làm nữa chú sẽ ra đi đó. Ông nói trời, tôi làm phước cỡ nào cũng được. Nó không, chú đủ phước, chú sẽ đăng về cõi thiên đàng. Ở dưới thế gian là chú trả nợ, như vậy thì Bồ Tát sẽ nhân, chúng sanh sẽ quả, có đúng không? Yeah. Gieo cái nhân thì nó phải trở lại để bây giờ một kiếp này mình nghèo là mình đi làm phước vất vả, nhưng mình đầu thai lại kiếp trước con dòng về dòng tộc về dân gian nhà tài phiệt tỷ phú rồi sao, đó là cái phước mình nó được tăng trưởng. Giống như ngày ông Cấp Cô Độc mà khi ổng đầu thai chuyển thế thì ông nhà sư ổng lại là tới cuối cùng ổng lại gớt vô hầm gụ ổng chết, ai cũng tức, thì tới đầu thai làm thái tử, con vua nắm bàn tay khóc thì không ai chỉ được, ai chỉ được con ổng, ổng sẽ chơi cho một nửa gian sang đó. Thì mở cái bàn tay ra thì ở khi chết là ông Cấp Cô Độc chết, ông kia ông viết là thiên địa bất công. Yeah. Nhưng mà ông thấy thiên địa bất công trong bàn tay thì ông Cấp Cô Độc ông già rồi, phải đầm làm đệ tử để ông cái phước ông lớn, ông phải cai quản coi vua chúa coi là khắp đất nước. Nên người làm vua một là có phước, hai phải có đức mới chân dân được. Có phước làm vua mà không có đức thì thời gian là xả xác rất là sớm. Còn bây giờ nói cho cùng mà nghe tin thì không tin, cô rất là vui khi gặp Thanh Kim Huệ được về Tây Thiên Trúc với Đức Quan Âm. Vì Thanh Kim Huệ là có một cái nghệ danh là muốn phổ độ đó. Lời ca tiếng nói của cô cũng phổ độ, tới ngày cô gần ra đi cũng nói với bạn bè là để giúp cho đời một sự an vui và phổ độ. Nên cô đứng vào một cái danh là cô được trở về, nếu nói Đắc Bồ Tát thì chưa phải, cô làm Long Nữ để cùng Quan Âm phổ độ chúng sanh. Ai tin thì tin, không tin thì cô nói vậy. Còn Vi Nhung là tiên nhân. Yeah. Tại vì phải trở lại độ cho những tiên nhân, giống như bây giờ những ca sĩ bây giờ là tiên nhân từ cõi thiên, mà cô nói cõi trời tha hóa của vô sắc giới đó, cõi trời đó hết phước trở về đây mới làm được nghệ sĩ, mới có giọng ca, mới dễ thương. Và những người mà còn lại tồn tại lại thì được những cái phần chân linh đó. Cái xác trần là nó có thể đổi nhưng chân linh không thay đổi. Vì sao không thay đổi đó. Như vậy thì cái kỳ cu na này là cái khổ này để tỉnh thức trần cho nhân biết tuần đời sắp hạ, cái giặc trời đưa đi những mà người bên sư nè, tăng nè, ni nè, phần vô vi, phần căn và bên Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và tất cả các hệ thống về tâm linh nói chung là đi rất là nhiều. Trong cũng biết sao không, hỏi cô cái đi. Dạ. Thì thưa cô, cũng theo lời cô nói đó là cô Phi Nhung và cô Thanh Kim Huệ được về cõi trên. Thanh Kim Huệ là khác, về thị nguyện của Thanh Kim Huệ về với chương trình phổ độ được trở về hầu Đức Quan Âm ở Tây Thương Trúc để cùng Quan Âm hội chúng sanh. Yeah, còn Phi Nhung là được đăng về con của mẫu, được trở về trên cõi tiên thiên, trở lại để còn tha hóa, tức là còn trở lại để y dùng cái năng lượng điển quang tình yêu chia sẻ để cho tất cả, bảo vệ cho con của Phi Nhung còn lại và với một số nghệ sĩ thân thương y. Vì y quá nhiều người thương tiếc và cả khán giả đều thương tiếc, nên thương tiếc nhiều y còn trách nhiệm. Yeah. Y không đầu thai, y trở lại là một điển quang. Yeah, một điển quang, và sau này y sẽ mượn một cái thể giống như y, lời lẽ ra nghĩa là bình thường như y để y cùng tha hóa nhiều chỗ. Chứ Phi Nhung chết là sống, nhưng sống bằng một cái tinh thần và một sắc.
thể yeah. của người ta. Dạ, không phải là sống với một cái xác thể là như trong mạng đồn tiêu liêu đó đâu, không có. Dạ, con cảm ơn cô. Thì thưa cô, con nghe cô nói là không chỉ riêng nghệ sĩ là cô Phi Nhung và cô Thanh Kim Huệ và còn rất nhiều nữa. Vì sao mà cô nói là còn rất nhiều nghệ sĩ nữa? Giống như cái sàn bóng mà hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đồng phò chân chúa là cái hội Long Hoa. Là người tu mi là cô thường nói đó, cái hội Long Hoa người ta không biết nói, người thì nói nổ núi rồi Đức Phật hiện ra và không. Khi năm 1939 Đức Huỳnh Giáo Chủ nhận cái lệnh của năm nhớ là 1938 là năm Bính Tý, năm 39 ngày mới đăng đàn xuống đây một thầy ba tớ đăng đàn giảng dân. Cổ bàn cổ Phật trở lại là Đức Phật thầy. Rồi đó là ngài Thánh Chạm Trình tức là Nguyễn Bình Khiêm và Tiên trưởng Cử Đa và Chư Quan Trăm Quan Chư Vị mà nhà họ Nguyễn tức là Nguyễn Trung Trực đứng đầu. Như vậy thì Quan Thượng Đẳng Đại Thần thì trong đây một thầy ba tớ đứng đăng đàn chỉ một xác của ông Huỳnh Phú Sổ thôi, chứ không phải là ba người. Nhưng nghĩa là tuy là có một mà hồn phân trăm hình, một xác của Huỳnh Phú Sổ nhưng cái chân linh của ông phân tới trăm hình trăm nước, nên ông nói là non tần vận chuyển cùng ngồi sự phân tới sắp tới đây. Nên vận chuyển một người giống như Châu Phú đi làm đúng theo lời thiện nguyện của thầy tổ thì cũng được luồng quan điển kiếp nhanh như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa Phật tiên vận chuyển lọc lừa kiếm con một phước mà đưa trở về, đúng không? Yeah. Nên con nào lành đủ phước từ hải ngoại quốc nội đều được trở về trong giữ cái hội Long Hoa là lựa dân trí nè. Rồi ở trong cuối năm 2024 là nửa năm thì sẽ bắt trọng, cô nói là không ai lật đổ ai đâu, cô bảo đảm. Nghĩa là bắt trọng và những người trong là bộ máy của tiên thiên á, trên thì trời, vâng, cái này cô nói gì vô duyên nha. Trên trời trời lựa sẵn một người, nghĩa là thanh tú rồi thông minh trí tuệ đạo đức rồi có hạnh nguyện thương dân yêu nước thì cho một cái gì sau đó lâm phàm thì nó thuận theo của những cái luật hành của nghĩa là sự ban bệ của những người làm việc phụng sự cho nhân dân sẽ an, nhà sẽ thịnh. Bởi vì quý vị đừng có lo nói là Trung Quốc này kia nọ, nghĩa là đây đàn anh đàn em mà cái sự hội Long Hoa này là đoàn kết thế giới chứ ai cũng phải tùng phục, vì cái trận giật trời này không thể thay đổi được. Yeah. Nếu chúng ta lấy bằng súng đạn nó sẽ nội loạn hoặc ngoại xâm, nhưng mà cái ông trời thích hoàng thiên ở thượng thiên thì xuống đây ông dùng cái giật trời này nó trừ từ nghe quý vị từ HN9 ra đời thì nó tới đời, nhưng mà một ngày nó biến thể quý vị không có thể trị được, chỉ lấy tâm đích trí tuệ mà trị nó. Nên nghĩa là những người tàn duyện sát thân đó là đền ngọc các lân vừa kề, những người nào nghèo khổ thì tiền khổ, mà những người nào đầy đủ thì nhà cao tường lớn cuộc sống rồi mới có tiền có bạc mà đem bố thí làm phước trợ duyên giúp đỡ cho người eo đơn khổ khó. Chúng ta phải thân hóa hết người nghèo trở thành người đủ ăn, người giàu trở thành người nhân đức, thì đó là hội Long Hoa, chứ không phải là hội rồi những pháp chính rồi chính quyền nhà nước từ công an giao thông ban bộ điều đi vào một cái thị nguyện tâm linh yêu thương thì người đó không có đàn áp, không áp chế, rồi không tham nhũng hối lộ. Quý vị khỏi trừng trị để giặc trời này trừng trị. Nên chúng ta không có nói là nguyện sinh cô na hết hay không, cái này cái luật của trời, mà chúng ta muốn hết chúng ta hãy sống tốt, sống yêu thương, dứt bỏ hận thù. Người trên biết yêu người dưới biết kính người trên, con biết hiếu thảo cha mẹ biết nghĩa là dùng một tư cách đạo đức dạy con, thì cô nghĩ là cái bệnh dịch này nó sẽ hết khi có một người biết yêu thương thật sự, có một vì sao thật sự lâm phạm. Dạ. Như vậy thì cảm ơn cô. Dạ thì thưa cô, theo con nghe cô nói là không có núi nổ, không có gì hết trơn hết cô. Cái này cô nói thiên cơ, cô không nói. Núi có thể nổ và không nổ. Nếu hả? Đó là cái núi nổ là đấy là gì? Mà nói cái câu là nói cho con nghe nghe, nếu nó không có là ông Phật ông nói dốc sao? Không bao giờ nói dốc. Sấm giang thì lộ bản vàng, dứt pháp phải có sấm giang. Nhưng tiếng sấm giang không phải hoàn toàn là núi nổ hết. Mà không phải là không có, nên là ba tiếng sấm lộ đài lộ vẻ thập bát quốc chư hầu giành xé. Như vậy chúng ta có hai tiếng sấm rồi mà quý vị giải thì quý vị không biết. Lần đầu tiên của năm 1993 đã nổ, núi chia hai làm cái đường lộ.
À, nếu mà núi mà không nổ mà không chài năm đó thì làm gì có đường lộ chúng ta đưa cây xe lên, chúng ta lộ bộ rất là cực, nó phải là một đầu. Còn Sấm Giang kỳ thứ hai năm 1979 là cuộc tàn sát của quân Bun Bút, nghĩa là về Đức Bổn Sư có 3.000 cái đầu sọ để trở lại đi đầu thai các nước, để bây giờ tuổi trẻ như tụi con trở lại có đôi khi làm lưu túc, làm nhân viên, làm luật sư, làm những người hùng trên đất nước và là bên quân đội đỡ. Người nào mà còn cái chiến thần thì phải vào một quân đội chung cam nghĩa khí để giữ gìn bảo vệ đất nước và biên giới. Như vậy thì 2 tiếng rồi, còn 1 tiếng này là tiếng thứ 3. Cô không nói là không nổ, cô không nói là nổ, bởi vì thiên cơ cô đây chẳng dám bàn, chỉ đem đạo đức phổ tràng nghe thôi. Như vậy thì cô miễn cái đề tài này, cô không nói, nhưng nó là phải có rồi. Nếu sắm không gian làm gì ông thẻ số 5 lộ được, mới làm sao lộ cái bản vàng. Như vậy thì tử di tinh lâm phàm mới có tiếng sấm vang, mà không có tử di tinh sấm vang làm chết hết rồi. Còn bây giờ cô nói cái câu tại sao những cái phòng tâm linh, những người tu đi rất nhiều, bởi vì bây giờ xác đã già giống như cô nè, cô xin giữ lại chứ nếu không cô cũng xả xác nữa. Bây giờ mình muốn đi đâu này kia nọ rất là trẻ, rất là khó khăn. Còn bây giờ đổi lại một cái xác trẻ tới việc chăm quan còn hiện được, huống hồ xác thể có cần chi, có phải không? Như vậy thì những cái người đã lớn tuổi rồi, tu đã tròn vẹn, phước đã đầy đủ rồi, thì bỏ cái xác vô thường của mình đi mượn lại một cái xác thánh. Cái xác thánh là cái xác đó phải trí tệ nè, sáng suốt thông minh, rồi thần hóa, rồi yêu thương người con người, nó là một con người mẫn mực để đào tạo lại một con người mới và một đất nước đổi mới, chứ không phải nghĩa là thì mới là Hội Long Hoa. Hội Long Hoa nó là chọn lại con người trí, mà thầy nói cho một nước nhân tài hữu dụng. Giống như nhà nước bây giờ quý vị đi bằng mướn mà không có cái bằng lớp 9 mình đi vô ở đợ cũng không được. Còn bên Nhật phải có cái bằng lớp 9, lớp 12 đó. Mình muốn làm cao nữa là phải có đại học và qua kỹ sư và chuyên nghiệp. Như vậy thì Long Hoa cũng phải chọn kẻ tu mi, người hiền đức đồng phò chân chúa, một đức thánh minh quân chủ ra đời tới đây. Là người này yêu thương nhân sinh, yêu thương đồng bào, yêu thương nhân loại. Cô không biết là ai, bởi vì chính trị không thể nói. Người đạo biết chính trị cho thật là gần, hiểu cho thật là thâm thấy, nhưng không có tham lam về chính trị. Vì chuyện đó nó sẽ làm cho loạn nước loạn dân. Một cái chương trình mà được lên YouTube nghe hết tất cả toàn cầu nghe, mà mình nói không đúng, mình nói không chuẩn, mình nói không nghĩa là sát đề, thì sẽ tội nhân thiên cổ dưới trời, dưới cha mẹ bề trên, và ông bà của quyền mình đã sanh trưởng ra mình, sanh cho mình một trí tuệ. Nhưng mình nghĩa là đừng vì một biên kiến, tức là yêu thích một người nào đó tặng, ghét một người đó chê, như vậy thì không giữ không Long Hoa được. Còn quý vị muốn sống tồn tại Kuna này, sống gần Kuna cũng vẫn không có Kuna, vì Kuna có mắt gì, cái này là giặc trời mà. Như vậy thì một ngày cô nói là không hết đâu, nó sẽ biến chuyến đây tới ngày 24, nó tới HTN9 ra đời thì đó là mới tới đời. Còn bây giờ nó chuyển biến hoài, quý vị chị không có nổi vaccine, chỉ là giảm chế một phần nào thôi để đi đường thông hành thôi, chứ không bao giờ hết. Bởi vì cái kỳ này kỳ họ lập bao lâu qua là bị là khi mà Châu Phú có nhớ không, tiêu diệt từ năm Bính Tý, phải không? Từ cái năm 1938 là đã có rồi. Như vậy thì hôm nay quý vị nên nhớ trên mạng cộng đồng và tất cả các căn linh của quý vị, với cô nói cái chân linh là đâu, cô nói được thứ nhất là có trí nè, mới có tài nè, có tâm nè, có đức, và cái tâm linh của quý vị là cái tập. Cái giác quan thứ 6 quý vị phải tìm sâu thấy xa và phải có trí tuệ thì quý vị mới tồn tại. Còn bây giờ quý vị muốn xin, cô nói hoài, cô nói không phải nói chơi đâu, cô nói thật. Đó là quý vị, một là xin về Tây Ninh, hai là về Tây An. Về Tây Ninh là về hầu theo mẹ, đó là giữ Hội Long Hoa. Còn về Tây An là theo thầy, theo cha Thượng Đế để lập Hội Long Hoa. Khi mà Đức là bên địa chi giống như Bác Trọng bây giờ gọi là địa hoàng, thì ông là nhà nước sẽ, con của mẹ sẽ cai quản đất đai. Ông Minh Hoàng sẽ trở về núi Cấm xây dựng các núi non, các công viên về tâm linh đẹp đẽ. Thì cái ông đó, Minh là sáng, Hoàng là ông hoàn toàn nhiệm vụ của ông, gọi là ông Hoàng Thiên. Còn ông Phật Dương Di Lạc đúng cơ, đúng ngày, đúng vờ, thì ông sẽ ra đời, thì ông sẽ điểm cho những người đạo tu hành cả ngàn năm cho nhân tâm sâu xiếm. Nên tu hoài cũng thấy ai thành, nên không thành. Nhưng một kiếp này Đức Di Lặc ra đời, ngài phong phê cho xứng vị xứng ngôi cho người tu hành cao công đức, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc kêu bang. Đức thầy đã nói thì chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, có đúng không? Cô chỉ giải thơ sơ vậy thôi, thì cô qua cũng có mấy câu thơ để ngắn cái video này, để cô còn nhiều công việc hôm nay đám giỗ của bà ngoại. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ thưa cô, con nghe cô nói là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, và Đức Thầy cũng có câu hạ nguân nay đã hết đời, nhưng mà 39 rồi. Nhưng mà hiện giờ nè, con thấy tới năm 2021 sắp tới 22 mà sao con thấy đời cũng như vậy mà càng ngày càng tăng tiến cô. Nói con không hiểu. Thầy dạ. Nói nè nè nha. Nghĩa là lập thượng nguân còn thiện chỉ tồn, lại độc ác nữa sao tiêu diệt. Thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh, nên tầm hoạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt thì đạo quả ngày kim mới đắc. Nên hạ quân này đã hết đời thì khi ngày ra ngày dạy thì cái đời đó đã sắp xếp cho cái tuần xưa xưa kia Phật sắp đã lâu, phải không? Yeah. Sắp từ năm 1939 cuộc chuyển xây thế giới một bầu để lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm những nơi sửa sang tin tắc để ngày sau trời Phật tưởng phong cho dân trần gõ lực thiên công có địa ngục thiên đường hay chẳng. Rồi ổng cũng dặn gần, ổng nói trong bá tánh nghe rồi im lặng, không? Nên chúng ta không bàn cãi về xa. Như vậy thì tuần xưa kia lập từ năm 39, cái đời lập người thượng tới người hạ, tới bây giờ Cuna mới diệt từ năm 1919 là nó diệt tới để mà tận diệt, nghĩa là kẻ bất trung người bất hiếu. Nên quý vị kêu cô đặt bàn cầu cái Cuna đi bút cho hết, cô nói diệt con trời để ông trời tính đi. Mình cầu làm sao cho nhân sanh biết thương yêu và người mỗi người đều có trí tuệ thì nước nó sẽ không bị có nội loạn, không có ngoại xâm, và chúng ta giữ gìn đất nước bằng, nghĩa là chúng ta không có nghĩa là nội xâm ngoại loạn thì con người nó trở thân thần tí trí tuệ yêu thương đoàn kết và cái tâm từ thả chào động. Nhưng tâm từ chúng ta đừng để trong sự u mê sai lầm mà đưa qua tâm từ. Tâm từ của chúng ta phải gồm cái tầm nhìn của chúng ta sâu sắc, hiểu người đó, biết người đó và biết mình làm gì, biết mình là ai, ở vị trí nào là đúng sai trong cái ý thứ 10. Như cô thường nói là thuốc đi thầy để là ba bài, nghĩa là ba bài thuốc này là: một là phải biết mình là ai, hai biết mình làm gì, ba là phải biết đúng sai, cân nhắc sửa đổi. Có người nhân vô thập toàn, cô không nói cô đã hoàn toàn đúng hết, nhưng con người sai biết dừng lại, giống như con gà cột cái chân nó bay, nó tới sợi dây kéo lại, như vậy thì còn dùng được. Còn lúc này là đã lừa lọc sắp xếp xưa kia sắp đặt ở đâu, và cuộc chiến xây tới giới một bầu để lừa lọc con tiên cấp Phật, gồm những nơi sửa sang tiên tóc. Em biết tâm linh bây giờ khắp nơi, nghĩa là người từ Đinh Lê Lý Triều Nguyễn xuống đây mộ căn con của mẹ là triệu triệu người đó. Như vậy thì sắp tiên tắc hết thì con là ai thì vua nào thì tối nấy, Triều Lê chở Triều Lê, Triều Lý chở Triều Lý, Triều Nguyễn chở Nguyễn, Triều Trần chở Triều Trần. Bây giờ tới sắp tới là sẽ mọc lên những cái ngôi đền trong, nghĩa là tất cả các vị thượng chí căn, nghĩa là để chở xuống trong bộ máy nhà nước, trong bộ chính quyền ta sẽ xây đền. Còn nghĩa là bộ máy nhà nước là bộ máy nhà trời đó. Yeah. Cô không nói là người làm việc và không làm việc, mà người yeah. đó có sứ mạng để lo bảo vệ đất nước. Thì họ sẽ xây dựng viện khoa học, viện Phật học. Các tất cả các tỉnh thành biên giới đều có người đó là xây kỹ nghệ nông nghiệp để làm gì? Nghĩa là ngài ở không thì làm việc năng trưởng cho cái sự sản xuất về nông nghiệp. Còn khi có giặc tới thì cầm súng chiến đấu. Chúng ta phải luyện thao tác tinh thần đạo đức con người trách nhiệm, chứ không phải như hồi xưa.